Chúng tôi muốn nói đến Texas đã ra cái lệnh mới nhất là dỡ bỏ cái lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang vì Covid. Chúng ta cũng nhớ là Texas thì mới đây bị cái vụ thiên tai. Chúng ta hiểu là dân chúng cũng rất là khốn đốn, không sưởi, không hít, không điện và nhiều nơi rất là thê thảm và nhiều cái chết oan ức là vì họ lạnh quá đó, rồi cuối cùng họ phải đốt củi, đốt cửa lên và cuối cùng nhiều khi chết vì cháy đó. Nhiều trường hợp thê thảm lắm. Có những người thì bị chết vì lạnh cống, quý vị thấy không? Đó. Rồi có những người thì không có nước, phải đã lấy cái tuyết đó, rồi nấu để uống. Nhưng mà cái tuyết thì quý vị cũng hiểu là nó đầy những cái, đâu có bảo đảm cái vấn đề trong sạch được. Nó phải có vi khuẩn trong đó và nó lại lây lan. Thế nên nhiều trường hợp. Ý chúng tôi nói là gì? Ngay khi xảy ra những này, lẽ ra bình thường một người nguyên thủ quốc gia, ông Biden phải bay đến điện hoặc ít ra không được thì phải nói chuyện qua Zoom hay gì đó, online cho với người dân. Nhưng mà rõ ràng ông ta để cả hơn tuần sau, ông ta mới quan tâm và mãi cái ngày thứ 6 ông ta mới ý đến được một chút. Và cho nên người dân cũng chán nản, quý vị thấy không? Không có bao nhiêu người nghênh đón ông ta, mà chúng ta đã là tổng thống đương nhiệm. Trong khi Tổng thống Trump, quý vị thấy không? Mặc dù là mất hết quyền chức nhưng người ta vẫn đến trong ngày President Day ở Florida để biểu tỏ cái lòng biết ơn cũng như là cái mối thâm tình dành cho một tổng thống mà hiện nay đã không còn quyền hành gì cả. Trong khi người ta nhìn thấy, mình không thể giấu được, người dân người ta ý thức, người ta nhìn thấy chứ, là Tổng thống Trump đã hy sinh thật sự. Ông yêu nước vì quốc gia dân tộc, ông ta bỏ sức ra và tài sản ông ta đã xuống một nửa rồi. Từ lúc phải ra nhận cái nhiệm vụ lèo lái con thuyền quốc gia đó và chịu biết bao nhiêu bú rìu, cho đến giờ này họ sẽ còn tiếp tục. Cho nên người ta sợ rằng cho đến năm 24 này nè, ông Trump sẽ bận rộn, không phải là cái gì cả, bận rộn lo đối phó với những cái trò hạ cấp. Họ sẽ không từ bỏ bất cứ một cái thủ đoạn nào để họ đánh phá. Bây giờ qua những cơ sở làm ăn của ông ta không được yên đâu. Đó thì vì vậy cho nên quý vị thấy không, ngay cái đó để thấy là vì ông Biden nghĩ đơn giản, Texas đã dám cưỡng lại lệnh ông ta. Lúc đầu chúng ta nhớ không, Texas cũng là cái tiểu bang đứng lên đòi kiện những cái vụ bầu cử gian lận tại khắp những tiểu bang khác đó, cho nên là ông ghim từ đầu rồi, nên coi như đây là một cái loại mà con ghẻ cho nó không hết mình. Vì thế mãi sau ông ta cực chẳng đáng ông ta mới đến, cho nên người ta nói là cái của cho không bằng cách cho. Khi ông ta đến như vậy thì dân chúng không còn gặp cơm nữa. Họ nó nhìn thấy rõ ràng ông này đến là cho có thôi. Ông không thực lòng vì dân, vì nước trong cái lúc người ta khổ sở, khốn khổ trong những cái tuần lễ đầu đó, quý vị. Biết bao nhiêu cái thiếu thốn. Và người ta, dân Texas chưa bao giờ phải chịu cực như vậy. Cho nên cái điều đó để cho mình thấy ngay cái cách hành xử của Tổng thống Trump khác ngay với ông Biden. Và bây giờ Texas tại sao đây? Thưa quý vị, là cái vấn đề mà face covering required đó bây giờ đã bỏ. Bởi vì Thống đốc Greg Abbott loan báo ngày thứ ba biến nơi này thành tiểu bang lớn nhất của Mỹ, chấm dứt lệnh cấm ngăn chặn sự lây lan virus corona và vốn đã cướp đi sinh mạng của 42.000 cư dân. Phát biểu trong cuộc họp báo tại nhà hàng thành phố Lubbock, ông Abbott cũng cho biết là các quy định được bãi bỏ gồm những giới hạn về số lượng thực khách hoặc khách hàng được phép ở bên trong những cơ sở kinh doanh. Ông nói là những biện pháp mới sẽ có hiệu lực ngày 10 tháng 3. Quá nhiều người dân Texas đã bị gạt ra khỏi những cơ hội việc làm. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đã phải chật vật thanh toán hóa đơn của họ. Điều này phải được chấm dứt. Đó là lời của ông Abbott. Bây giờ là lúc sẽ mở cửa Texas 100%. Thì chúng ta cứ thấy cái tiểu bang mà điển hình nhất là Florida. Là ông thống đốc DeSantis rất là chịu chơi. Quý vị nhớ từ đầu là không có cấm. Không khuyến khích ai đeo thì đeo, ai tự ấy. Nhưng mà ông không thành một cái luật. Và nhìn thấy rõ ràng, nhìn lại thì cái con số nó cũng vậy thôi. Chứ là dù có hạn chế hay không thì cái số người lây lan nó cũng vậy thôi. Chứ không phải là nó gấp mấy lần mà nó vụt tăng lên. Cho nên rõ ràng cái điều đó là mà dân sẽ khổ sở. Đặc biệt là hai cái tiểu bang mà nó quá trung thành. Chính là Newsom của Cali và ông Cuomo của New York. Ông Abbott viện dẫn tỷ lệ tiêm chủng ngày càng gia tăng để giải quyết quyết định mới của mình là chưa đến 2 triệu dân Texas đã được tiêm COVID-19. Thông báo này khiến cho Texas thì đi ngược lại khuyến cáo của các chuyên gia và ngay cả số người được tiêm chủng tăng lên. Mọi người vẫn phải đeo khẩu trang, đó là của các chuyên gia như ông Fauci.
lúc nào cũng nói là dù sau đó mình có chủng ngừa rồi, mình vẫn phải giữ vấn đề đeo khẩu trang, tránh đám đông và giãn cách xã hội. Dỡ bỏ các sắc lệnh bắt buộc trên toàn bang, không chấm dứt trách nhiệm của cá nhân. Việc này bây giờ là các sắc lệnh đó không còn cần thiết nữa. Ông La Minh Trí là một đồng sở hữu chuỗi nhà hàng Kim Sơn, là một nhà hàng nổi tiếng tại Houston, Texas, nói quy định của thống đốc là tốt cho doanh nghiệp. Dù vậy, ông vẫn có ý định duy trì các biện pháp được áp dụng qua những tháng ngày qua để bảo đảm sự an toàn của thực khách. Quy định dỡ bỏ các giới hạn của COVID-19 của thống đốc Abbott vấp phải phản đối của một số chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo khác ở Texas. Bà Lina Hidalgo là người lãnh đạo cao cấp nhất của quận Harris, bao gồm thành phố Houston, đã gọi thông báo của thống đốc là suy nghĩ không chính xác, không kỹ lưỡng và số ca nhập viện vẫn còn gia tăng. Tệ nhất thì đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng người dân Texas khỏi những thất bại trong việc điều hành của chính quyền, giám sát hệ thống lưới điện của chúng ta. Đó là lời của bà Hidalgo, là một người theo đảng Dân Chủ. Quyết định của ông thống đốc Abbott đã được đưa ra trong khi các thống đốc trên khắp nước Mỹ đang nới lỏng dần các hạn chế về vấn đề coronavirus, bất chấp cả sự cảnh báo của các chuyên gia về y tế rằng đại dịch còn lâu mới kết thúc, thưa quý vị.